Xin chào anh em nhé. Giới thiệu với anh em, trước mắt anh em đây là có một cái cặp loa này của loa Đức, nhưng mà nó bay mất cái nhãn, nào không biết là loa gì anh em. Đó, cái loa này dạng như loa tầm giải ấy. Đó, anh em nhìn nhìn thấy đó, cái loa này cái căng rất đẹp anh em. Cái căng trước là nó bằng bằng kim loại. Đó, căng bằng kim loại, nó có ánh màu vàng vàng, giống như là cái kiểu đồng, cũng không ra đồng mà kiểu như là giống giống hơi giống cái vầng tây ấy, kiểu đó. Cái ánh vàng nó đẹp lắm, bằng kim loại anh em nhé. Đó, thùng thì thùng lặng gỗ. Chiếc này, cái cặp này nó nhìn nó cũng cũ mà cũng lâu lâu rồi đấy nha. Đó, thấy không, nhìn nó cái vết này cũ theo thời gian của nó này. Đó, nhìn nó cổ cổ cũ cũ á. Nhưng mà tiếc là nó không biết là cái nhãn là nhãn gì. Đó, nó bề ngang nó 19 anh em nhé, bề ngang 19, sâu cũng 19 luôn á, cao 30. Đó, nó chỗ này nó sứt sứt sẹo tí này, sứt mà kiểu như là sượt á. Đó, xước xây xước này, đấy, xây xước kiểu kiểu dùng nhiều chắc là xây xước kiểu kiểu cái đó, kiểu đó đó. Đấy. Này nhìn nó nhỏ nhỏ gọn gọn á. Cái sau này. Đấy, dây dây loa anh em nhìn thấy dây 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 loa. Cái dây dây đó, dây dây Đức ấy. Nhìn nó không lấy nét rõ rồi. Phía sau này anh em nhìn kỹ xem này, đó nhìn nó cũ kỹ mà nó đó. Nó mất nhãn như không thấy đầu đấy. Thường thường là loa Đức này nó hay rơi vào khoảng 4 ôm đến 8 ôm khoảng đó. Đó, cái này nó mất cái nhãn này, không biết thông số nó là sao. Đó, cái dạng này là dạng loa dạng như bookshelf mà tuần giải nhé. Ngang 19, sâu 19, cao 30. Mình giới thiệu nhanh qua thôi. Anh em xem mà thấy mà ưng thì bốc điện thoại alo nhé. Giao lưu dễ chịu thôi, giá mềm dễ chịu. Anh em cơ bản là kết hay không kết thôi nha. Anh em kết thì alo cái là dễ mà. Rồi, chào anh em nhé, hẹn gặp lại nhé.